Vâng, xin chào các anh em yêu âm nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em cũng giới thiệu cho anh em một đôi loa cũng rất là nổi tiếng của Anh Quốc. Đôi loa cũng vừa mới cập bến về. Đôi loa cũng rất còn rất đẹp. Tên hãng của nó là BVW. Model của nó là DM580. Đây là cái dòng sản phẩm tầm trung của Anh Quốc ấy. Và là cái dòng này cũng chất âm rất hay. Và em cũng giới thiệu qua về sản phẩm này. Loa thì có chiều cao là 89 cm, bề ngang là 24. Nhưng mà có đặc biệt nó là cái chiều sâu của đôi loa này là chiều sâu rất sâu, để tạo ra một cái điểm nhấn đôi loa này để có cái tiếng bass rất trầm sâu, để có cái tiếng bass rất hay và rõ nét. Và độ sâu của nó là 41 cm. Ở dưới là có cái logo của BW. Và ở dưới cùng là con bass 20 gân ngược cao su. Bên trên thì cũng là một con trung cao và một con tép. Để em chiếu gần cho anh em xem. Đây, về trước tiên về thùng vách. Con này thùng vách rất sâu, thùng rất sâu nhá. Thùng rất sâu và được cái ván lạng màu cánh gián rất đẹp, thùng rất đẹp để trang trí cho anh em ở những cái phòng khách sang trọng và rộng. Để đấy, thùng vuông thành sắc cạnh nhá, thùng rất đẹp. Đấy. Đây. Và đặc biệt lưu ý với anh em là đôi này là trùng seri nhé, trùng seri. Và đây là con chép đo, và nó thiết kế một cái mảng lớp nhựa ở đây. Đấy, để bịt những cái con vít ở đây, và nếu mà tháo ra phát là nó tung luôn cái những cái con cái vành này, không dán được đâu. Và đây cũng thế, cái vành vành nhựa đây để bao bọc cái tuyến loa ở bên trong. Đấy. Và đây con này đây. Tuyến loa rất đẹp. Đấy, gân cao su rất nơi. Đây là chữ BW, tên hãng của nó. Và nó đã đặt một cái phần rất là dày. Đây anh em nhìn xem đây, nó là phần nhựa xước chéo đây, cửa xước chéo đây, để tạo cho một cái phía tán âm rất là hay ở chất âm ở dưới đây. Đấy. Đấy, và đôi loa bên này cũng thế. Đôi loa bên này đây, em giới thiệu cái căng khung nhựa. Đấy, anh em có thể bật, có thể giặt được. Đây, có cả logo BW ở đây, ở dưới. Đây, cái căng đây, hai cái đều cũng rất là đẹp. Rất đẹp nhé. Đấy, rất đẹp. Đây là chiếc bên cạnh đây. Đấy. Đây nó có con tép đòn màng, nó màng nhôm. Bass của nó là bass 20. Con này nó là được gọi là con trung, nhưng mà cũng là bass 20 trung cao. Đây là bass. Đấy. Thùng rất là đẹp. Em tôi không đẹp như người tưởng, không áo xanh áo đỏ. Con này là gân ngược nha anh em nhé, gân cao su ngược. Đấy, gân cao su ngược. Đấy, em sẽ giới thiệu cho anh em xem đây, thùng rất đẹp.
xem tổng quát của đôi loa này, cái lỗ thông hơi phía bên trên, lỗ thông hơi phía bên trên. Đấy. Em giới thiệu cái con này trùng seri nha anh em nhé. Ở đây là một cầu chì của loa. Khi quá công suất thì cái cầu chì nó sẽ bật ra. Đấy, cầu chì. Và đây anh em xem này, model N series của nó là 12668. Đấy. Tên hãng của nó BW và DM580. Đấy. Đấy. Đây, em giới thiệu nó cả bên này nữa. Đấy, BW DM80 12668. Đấy. Ở đây nó có cái tem xuất xưởng nhưng mà nó bị rách rồi anh em nhá. Đấy, nó bị rách rồi. Còn lỗ thông hơi đây. Ở đây là hai lỗ thông hơi. Thùng còn rất là đẹp. Thùng rất đẹp. Đấy, để cho anh em xem. Còn chất âm con này thì chơi được rất nhiều thể loại nhạc, đặc biệt là những cái dòng nhạc vàng các thứ. Tiếng bát của con này, do cái tiếng bát của con này nó là dòng loa Anh nên là nó nghe tiếng nhạc nó không bị mệt như so với những cái dòng JBL hoặc Bow, và tiếng của nó rất là mềm. Đấy, anh em nghe thử về tiếng, nghe thử chất âm của con này. Vâng, em chỉ giới thiệu qua về chất âm của em này. Còn anh em nào muốn muốn hình ảnh chi tiết thì hãy vào cái số Zalo của em. Số điện thoại Zalo của em sẽ nhận được cái hình ảnh chi tiết. Và anh em sẽ ấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để theo dõi cho em những cái bài đăng mới của em. Xin cảm ơn anh em nhé, đã quan tâm và theo dõi. Còn giá thì cái này là alo, vì là cái giá cạnh tranh nên em nói chắc chắn một điều là ở ngoài kia giá bao nhiêu thì chắc chắn ở dưới em là phải rẻ hơn, được ít nhất là phải được 1 triệu. Giá của em là chưa tới 13 triệu nha anh em nhé, chưa tới 13 triệu, để cho anh em biết được là cái thông tin của đôi loa này của em. Xin cảm ơn anh em nhé, đã theo dõi.